Mạnh Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và sau đây là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên về thế giới cho hay là lãnh đạo của Scotland thúc đẩy sự cố gắng độc lập để tách rời khỏi Vương quốc Anh. Thủ hiến của Scotland đó là bà Nicola Sturgeon đã nói với Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson rằng Scotland cần có một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về nền độc lập của mình. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson cần tập trung vào thực tế và nhận ra rằng Đảng Quốc gia Scotland, viết tắt là SNP, đã được trao thẩm quyền để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý độc lập lần thứ hai. Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon, đã phát biểu như vậy hôm thứ Bảy cuối tuần qua. Đảng SNP đã giành được 48 trên 59 ghế của Scotland trong Nghị viện Anh trong cuộc bầu cử toàn quốc hôm thứ Năm vừa rồi. Và kết quả này càng khiến cho bà Sturgeon gia tăng đòi hỏi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về nền độc lập của Scotland. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson được củng cố quyền hành bởi chiến thắng áp đảo của Đảng Bảo thủ của chính ông trong cuộc bầu cử, đã trả lời với bà Sturgeon qua điện thoại hôm cuối tuần rằng ông phản đối một cuộc trưng cầu dân ý độc lập khác. Ông nói, tôi đã kiên quyết nói với ông ấy rằng tôi có thẩm quyền trao cho người dân một lựa chọn. Đó là lời của bà Sturgeon thì đúng hơn, thưa quý vị. Và ông ấy, tức là Thủ tướng Boris Johnson, đã nhắc lại sự phản đối của ông ấy về điều đó. Lời nói của bà Sturgeon, thủ hiến của Scotland, đã nói với tờ Sky News sau khi đến thăm những người ủng hộ đảng của bà SNP ở thành phố Dundee hôm cuối tuần. Bà nói thêm như thế này: bạn biết đấy, hãy tập trung vào thực tế ở đây, tức là ở Scotland chứ không phải là ở London, và cuộc bầu cử tuần vừa qua là một bước ngoặt. Có lẽ vì đảng SNP, như bản tin vừa nói, chiếm được nhiều số ghế hơn, cho nên là bà muốn đưa ra cái ý của cử tri là muốn độc lập là như vậy. Nhưng mà như ông Boris Johnson cho biết, không bằng lòng. Và đây thực sự cũng là một điều khó, bởi vì Scotland đã trải qua nhiều thập niên muốn độc lập nhưng mà không tách ra khỏi nước Anh được, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin mà Mai Tuấn sắp gửi tới quý vị đây nói về người dân Anh. Không phải tất cả quý vị, bởi vì cái cuộc bầu cử vừa qua đã đưa ra là đảng của ông Boris Johnson thắng cử. Dĩ nhiên cũng vẫn có những người phản đối ông. Và những người phản đối ông Boris Johnson đã đụng độ với cảnh sát ở thủ đô London. Bản tin cho hay như thế này: đám đông người biểu tình đã đụng độ cảnh sát gần phố Downing, tức là văn phòng của ông Boris Johnson, sau khi đảng của ông Boris Johnson thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Hàng trăm người đã diễn hành qua trung tâm thủ đô London tối ngày hôm trước để phản đối kết quả cuộc tổng tuyển cử. Họ đã hô vang các khẩu hiệu "Boris Johnson không phải thủ tướng của tôi" và những người khác có thể là tung hô như thế này: "Boris, hãy biến đi". Đó là những lời phản đối của những người không bằng lòng. Và cuộc tuần hành, thưa quý vị, đã khiến cho giao thương ở thủ đô Anh Quốc bị tê liệt, buộc cảnh sát đã phải đưa thêm nhiều sĩ quan cũng như cảnh sát để đối phó với khoảng trăm người biểu tình đó. Cảnh sát thành phố London đã bắt một người biểu tình vì phá hoại phương tiện của họ. Và video quay tại hiện trường cho thấy cảnh sát đã đụng độ những người biểu tình khi cố gắng ngăn cản đám đông lấn tới. Cuộc biểu tình nào thì cũng vậy, phải không thưa quý vị? Và bản tin nói như thế này: cuộc biểu tình diễn ra sau khi đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành thắng lợi lịch sử với 362 ghế trên 650 ghế tại Hạ viện của Anh Quốc. Và đây là số ghế lớn nhất trong hơn 30 năm của đảng này kể từ thời hoàng kim của cố Thủ tướng Margaret Thatcher. Công đảng đối lập giành được 203 ghế, giảm 59 ghế so với cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017. Nhiều người dân Anh đã tỏ ra không đồng tình với đám đông phản đối mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị. Có người thì nói rằng
Tôi không bầu cho đảng bảo thủ của ông Boris Johnson, nhưng tại sao mọi người lại hô là Boris biến đi chưa đầy một ngày sau cuộc bỏ phiếu? Đó là ý kiến của một người, mặc dù tôi không bỏ phiếu cho ông Boris, nhưng mà tại sao chúng ta lại phá thối như vậy? Như vậy là chống lại các cử tri, và bởi họ đã giữ ghế cho ông ấy hay sao? Đó là lời nói của một người viết ở trên mạng. Còn người khác thì lại viết là vậy là nền dân chủ chỉ công bằng nếu phe của bạn giành chiến thắng hay sao? Đúng như vậy, ngay ở tại Hoa Kỳ chúng ta cũng đã gọi là dân chủ thì theo cử tri bầu. Một cử tri bầu thì dù hơn một phiếu thì người ta thắng, thì cái 49% kia hay là nó thì cũng phải tuân theo, thì thế mới là dân chủ. Bên này bên Anh Quốc đó, đấy, đảng của ông Boris Johnson thắng thì những người khác không thắng được thì đứng ra phản đối và đòi cho thuế ông, đó là sai. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những lời nói của những người đã dùng mạng xã hội để phản đối, phá rối trật tự là như vậy, có phải không thưa quý khán giả? Một bản tin kế tiếp có lẽ cũng sẽ làm cho chúng ta có một cái chấm hỏi nào đó về cái tình giao hảo tuyệt vời, phải nói như vậy, của Trung Quốc và Nga trong mấy năm vừa qua, đặc biệt là dưới thời của ông Tập Cận Bình và ông Putin. Đó là việc chính quyền Nga cáo buộc Trung Quốc đã sao chép trái phép các vũ khí của họ. Bản tin nói như thế này: Trung Quốc đã sao chép nhiều khí tài như là máy bay tiêm kích, cũng như sao chép động cơ máy bay, cũng như sao chép tên lửa của Nga trong 17 năm qua. Trong 17 năm qua, thưa quý vị. Theo quan chức tập đoàn quốc phòng Rostec, đây là một cái đại công ty về quốc phòng của Nga, các vụ sao chép trái phép khí tài ở nước ngoài là vấn đề rất lớn. Đã có 500 vụ như vậy trong 17 năm qua. Riêng Trung Quốc đã sao chép động cơ máy bay, sao chép chiến đấu cơ Sukhoi, sao chép tiêm kích hạm, cũng như sao chép các hệ thống phòng không tầm trung tự hành và tên lửa vác vai. Đó là lời nói của giám đốc phụ trách sở hữu trí tuệ của tập đoàn Rostec, đó là ông Labrani. Thưa quý vị, ông này còn khẳng định như thế này. Ông này khẳng định rằng cái việc sao chép đó, ông khẳng định rõ cái việc sao chép đó làm cho cái sự mất tin tưởng giữa hai quốc gia. Và các chuyên gia quân sự của Nga thường phát hiện những vụ sao chép trái phép như vậy. Nhưng mà đây họ đưa ra rõ rệt là Trung Quốc là nước đi đầu trong cái vụ sao chép. Có lẽ đây cũng là một cái điều nói lên trước khi chấm dứt bản tin, vì cái bản tin này phải nói là hay lắm, phải không thưa quý vị? Vì cái sự giao hảo giữa hai quốc gia mà Nga bây giờ lên tiếng như vậy thì cũng không phải là chuyện bình thường. Mà làm gì thì làm chứ ăn cắp. Hoa Kỳ chúng ta, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra rõ rệt là nước ăn cắp trí tuệ, tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, bây giờ là Nga cũng lên tiếng như vậy. Vâng, thưa quý khán giả, vừa rồi là bản tin sau cùng của Thế Giới và sau phần thông tin thương mại. Mời quý khán thính giả trở lại với chúng tôi một lần nữa để nghe tiếp các phần tin về châu Á với một vài tin chính như sau. Triều Tiên lại thử nghiệm tại địa điểm phóng hỏa tiễn, đưa ra cảnh báo tới Mỹ. Một trận đận động mạch ở Fullerton khiến cho nhiều người bị thương, và trong đó có một bé gái 6 tuổi bị thiệt mạng.